Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 83 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Cọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tần Vũ nhìn theo bóng lưng Chiến Tôn rời đi, sắc mặt khẽ biến, trong lòng đồng thời hiện lên một cảm giác bất an. Lúc này, Vũ Văn Thác bay tới, nét mặt vô cùng hưng phấn, cười nói: "À, Tần Vũ huynh đệ, quả nhiên là lợi hại mà, ngay cả Chiến Tôn cũng đều không phải đối thủ của ngươi. Ta đối với ngươi quả thực như nước giếng kính nước sông vậy, mãi mãi không đổi." Tần Vũ đối với sự cung kính của Vũ Văn Thác cũng chỉ là cười nhạt, nét mặt lại có chút trắng bệch, cực kỳ xấu hổ, trầm giọng nói: "Nói về cảnh giới tu vi, có thể nói Chiến Tôn áp đảo, thế nhưng ta vừa là về mặt linh bảo chiếm được một phần thượng phong mà thôi." Tần Vũ trong lòng xấu hổ, nếu không phải lực lượng của lục đạo luân hồi phá hủy Chiến Long quyền sáo của Chiến Tôn, sợ rằng lần này người thua chính là mình. Dương Thiên Hành sau một thời gian ngắn tĩnh tọa, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, đột nhiên quay về phía Tần Vũ cúi mình nói: "Dương Thiên Hành, ta từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên đa tạ ân cứu mạng." Đối với tính cách cuồng bạo của Dương Thiên Hành, muốn hắn báo đáp người khác có thể nói là khó hơn lên trời, nhưng lần này lại bị Tần Vũ tuyệt đối khuất phục. Vũ Văn Thác bất mãn oang oang nói: "Người cư nhiên không tin ta cứu ngươi, thật là ghê tởm mà." Tu vi của Vũ Văn Thác nông sâu thế nào, nước mắt đã quá rõ, bất quá chỉ là đại huyền sơ cảnh mà thôi. Với năng lực của hắn mà có thể cứu Dương Thiên Hành mới là chuyện nực cười. Dương Thiên Hành tất nhiên ngay từ đầu đã không tin. "Thiên Hoành huynh, không cần đa lễ như vậy đâu. Các người vừa rồi có nhìn thấy thủ pháp của Chiến Tôn không?" Vừa rồi Chiến Tôn trong nháy mắt bộc phát vây khốn Tần Vũ, bản thân hắn chỉ có thể cảm giác được hỗn độn chất trong cơ thể Chiến Tôn sinh ra biến hóa, nhưng không cách nào tìm ra nguyên nhân cốt lõi. Dương Thiên Hành nhíu mày trầm giọng nói: Tần Vũ huynh, vừa rồi Chiến Tôn sử dụng chính là cấm thuật của Chiến Thần, tên là Chiến Thần Quyết. Chiến Thần Quyết một khi phát ra có thể khiến công phòng của bọn họ lên tới cực hạn, đạt tới một trạng thái tuyệt đỉnh mà trước đó chưa từng có. Hơn nữa Chiến Tôn vừa rồi sử dụng cũng là Chiến Thần Quyết gấp 3. "Gấp 3 ư?" Tần Vũ trong lòng cả kinh. Vũ Văn Thác gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, bất quá theo ta thấy còn có khả năng đã gấp 4 lần. Chiến Thần Quyết không ngừng tăng lên, lực lượng cũng từ đó mà bạo tăng gấp bội. Song Chiến Thần Quyết tuy có thể trong nháy mắt biến một người thành siêu việt cực hạn, nhưng lực cắn trả lại rất mạnh. Nếu thân thể không rèn luyện đủ để chịu đựng gấp bội sự cắn trả của Chiến Thần Quyết thì kết cục cũng là hình thần câu diệt mà thôi." "Nguyên lai là như thế, Chiến Thần giới lại có loại võ công cao siêu như vậy sao?" Tần Vũ nghĩ lại Chiến Tôn vừa rồi bạo liệt ra lực lượng kinh khủng, cảm giác bất an trong lòng ngày càng tăng lên. Dương Thiên Hành nói: "Đây là Chiến Thần sau khi tiến vào cảnh giới quy thuần đã linh ngộ được. Bây giờ ngoại trừ 12 Chiến Tôn và cao thủ Chiến Thần giới ra, cơ hồ không có ai có thể sử dụng. Không nghĩ tới lần này Chiến Thần giới tấn công cư nhiên lại do Chiến Tôn thống lĩnh, xem ra bọn họ nhất quyết chiếm thất tuyệt tinh hệ." Tần Vũ gật đầu nói: "Vậy chúng ta phải nhanh rời khỏi đây." Dương Thiên Hành tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến nói: "Không xong rồi, còn không đến thời gian hai nén nhang nữa, lần công kích tiếp theo sẽ tới." Vũ Văn Thác vẻ mặt mếu máo nói: "Lần này thật sự xong đời rồi, Chiến Tôn đào tẩu, khẳng định là lệnh cho 30,000 đại quân vây công chúng ta, thật không còn đường sống nữa rồi." Ánh mắt tinh tế của Tần Vũ nhìn thẳng phía xa xa, trải qua sinh tử đại chiến, ý chí của hắn càng lãnh đạm ổn định, trầm tư một lát rồi hỏi: "Thiên Hành huynh, chủ lực quân của Tà Thần giới lúc này tiến đến đâu rồi?" Dương Thiên Hành cố quên đi một chút rồi nói: "Ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ tới." "Ai ra, nếu chủ lực quân có thể chế trụ Chiến Thần giới thì dễ rồi, nhưng thời gian không đợi người, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Vũ Văn Thác nhìn như đã tuyệt vọng. Tần Vũ đứng trong vô tận vũ trụ, nhìn tinh vân bốn phía lóe lên, cẩn thận suy tính một chút rồi nói: "Dựa theo hướng Chiến Thần giới đào thoát thì binh đoàn trọng yếu nhất nhất định là từ hướng đông bắc công tới, mà binh đoàn thứ hai nhất định là từ hướng tây nam công tới. Chúng ta phải từ nơi phòng thủ yếu nhất mà thoát ra." Dương Thiên Hành hung hăng gật đầu: "Ta hiểu rồi, hành động nhanh một chút, nếu không bọn chúng thu hẹp phạm vi tấn công, chúng ta muốn thoát cũng khó khăn hơn."
theo hướng đông nam, ba người Tần Vũ với tốc độ cực nhanh bất ngờ đột phá. Song ba vạn binh đội sớm đã tại ngàn thước phía trước mai phục đã lâu, lúc này không ngừng thu hẹp phạm vi tấn công. Dương Thiên Hành sau một thời gian ngắn đã khôi phục, hiện tại Hỗn Nguyên đã khôi phục vận chuyển, có thể diễn hóa bốn thành lực lượng hỏa nguyên tố, mà Vũ Văn Thạch lại chẳng khác một phế vật. Lợi dụng Tần Vũ và Dương Thiên Hành đại thế tấn công mà bí mật bảo vệ an toàn cho bản thân. Quy mô 3 vạn binh đội tất nhiên cực kỳ khủng khiếp, nhưng cũng không tập trung. Tần Vũ cùng Dương Thiên Hành cùng nhau đồng thời thả ra hỏa nguyên tố, liệt hỏa nóng cháy trong lúc đó điên cuồng lưu chuyển, đủ để phá vỡ trạng thái phách thể của đám binh lính. Rốt cục ba người cũng đột phá được một con đường. Minh Huyễn Tinh vốn là chủ tinh của Thất Tuyệt Tinh Hệ, nhưng sau khi bị chiến thần giới chiếm lĩnh đã hoàn toàn biến thành nơi trú binh của chiến thần giới. Bên trong một mảng hoang phế đổ nát, thây chất đầy đường, một số binh lính phóng hỏa để thiêu rụi đám phế vật này để tránh nạn dịch. Tại trung tâm thành, vốn là nơi ở của thành chủ, hôm nay đã là trại lính. Đội trưởng thống lĩnh 3 đội, mỗi đội 2 vạn người, mặc dù về phương diện thực lực so với chiến tôn thì một trời một vực, có quyền thống lĩnh binh đội nhưng tầm quan trọng không thể bằng. Trước mắt đã có 5 vạn người đang chờ tiếp ứng cho chiến trường, cả Minh Huyễn Tinh cũng không đủ chỗ chứa. Lúc này phía trung tâm thành tọa một thành chủ phủ thật lớn đột nhiên chuyển đến một trận cười cuồng ngạo. Trong thành chủ phủ, chủ đội trưởng hài lòng nhìn bản đồ tinh hệ trong tay, bên trên khắc tên và vị trí cụ thể mỗi tinh cầu của Thất Tuyệt Tinh Hệ, song đã quá nửa trong số đó đã rơi vào trong tay chiến thần giới. Thật là tốt quá rồi, ta thần giới một rút hai lùi, chứng là không đến 100 năm cả Thất Tuyệt Tinh Hệ đã làm kinh đô cho chiến thần giới chúng ta rồi, ha 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 ha. Chủ đội trưởng cuồng tiếu, nét mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Phó đội trưởng đứng một bên cười nói, trong đó có hơn nửa là công lao do đại ca lãnh đạo mới có thể như thế này. Nếu không có đại ca thì chúng ta vẫn đang chiến đấu tại tiền tuyến đầu tiên tại Thất Tuyệt Tinh Hệ. Tốc độ tiến triển như thế nào có thể nhanh được như vậy đấy? Chủ đội trưởng cười to vài tiếng, ánh mắt dừng lại trên bản đồ nơi còn 10 tinh cầu chưa chiếm được, thần sắc lại ngưng trọng hẳn, thở dài nói, bất quá cho dù đã chiếm được Thất Tuyệt Tinh Hệ nhưng người tà thần giới vẫn còn là một vấn đề đau đầu. Không biết chẳng chiến tranh này còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc đây. Đến lúc chủ đội trưởng có chút không hài lòng thì phó đội trưởng lại đắc ý cười nói, đại ca, đại có một tin tốt có thể giúp đại ca trên chiến trường tiến nhanh hơn trước, lại có thể ép cái tên Tử Sắc Thương Long kia giao đồ vật đó cho chúng ta, hơn nữa địa vị tuyệt đối sẽ không dưới 12 chiến tôn. Tin gì, nói cho ta nghe. Chủ đội trưởng con mắt sáng ngời vội vàng hỏi. Phó đội trưởng cười thần bí, vỗ tay, mười mấy binh lính từ cửa đi vào dẫn theo một tù binh, mà tù binh này hiển nhiên là một binh lính của tà thần giới. Hắn đầu đội trọng khôi, không thấy rõ khuôn mặt. Đây là ai? Tên tiểu binh này có thể quyết định vận mệnh của ta sao? Chủ đội trưởng nhất thời tức giận đứng lên. Phó đội trưởng cười lắc lắc đầu nói, hắn không phải nhân vật bình thường như vậy, các ngươi bỏ mũ của hắn xuống. Nói xong, mười mấy tên lính đánh tan khôi giáp của người nọ, xong hiện ra trước mặt đội trưởng lại là một nữ tử kiểu diễm. Nữ tử mặt mày sáng sủa, nét mặt thanh tú, điểm thêm vài phần cương nghị, nhưng lại không mất đi mị lực của một nữ tử, quả nhiên là thanh lệ hiếm có. Chủ đội trưởng tựa hồ có chút không dám tin việc trước mắt, cả kinh nói, nàng ta không phải là nữ tử của Tử Sắc Thương Long sao? Đúng vậy, nàng chính là nữ tử của Tử Sắc Thương Long, Tử Băng Linh. Tử Băng Linh chừng đôi mắt to trong veo, ánh mắt phẫn nộ dường như muốn nuốt tất cả vào bụng vậy, hô lớn, quần hỗn đản các ngươi, cha ta nhất định tiêu diệt các ngươi, thả ta ra ngoài. Phó đội trưởng nhíu nhíu mày nói, đại ca, nữ tử này rất lợi hại, sau khi bị bắt đã làm bị thương rất nhiều binh lính của chúng ta, cho nên mới giam nàng vào ngục. Ngươi, các ngươi như thế nào bắt được nàng? Nói đến thì cũng dài dòng, đầu tiên là chúng ta tiêu diệt một hai đợt phản công của tà thần giới, mà trong số tù binh đó lại phát hiện ra nàng ta. Nhìn qua nàng ta chính là tự ý rời tà thần giới mà đến, bất quá có can đảm trà trộn và đám binh lính tới đây, nữ tử này cũng thật can đảm bất phàm. Chủ đội trưởng vỗ tay kêu to, thật tốt quá, mọi người đều biết Tử Sắc Thương Long yêu con như mạng, nàng chính là yếu điểm của tà thần giới, bất quá chỉ là nếu giao nàng cho chiến tôn tác dụng có lẽ không lớn. Phó đội trưởng lắc lắc đầu cười lạnh nói, đại ca cần gì phải giao nàng cho chiến tôn,
Qua vài năm nữa, 12 chiến tôn sẽ trở lại phục mệnh chiến thần. Chúng ta chỉ cần không đưa tin này ra ngoài, khi đó đại ca tự mình lập công với chiến thần giới. Đệ nghĩ chiến tôn cũng không dám khi dễ đại ca. Chủ đội trưởng nhìn thật sâu phó đội trưởng, vỗ vai hắn cười nói: Lão đệ cũng là người túc trí đa mưu, yên tâm đi, nếu đại ca ta phất lên rồi, tuyệt đối sẽ không phụ các ngươi. Vậy đa tạ đại ca đã đề bạt rồi. Tử Băng Linh nhìn hai tên đội trưởng này đã ngứa mắt, sắc mặt đại biến, đôi mắt thuần mỹ ứa nước mắt. Các ngươi đừng có mơ dùng ta uy hiếp cha ta, hỗn đản, ta cắn chết các ngươi. Cũng trong lúc này, tại Hồng Mông vũ trụ, dưới tảng cây quế, Hồng Mông và Lâm Mông đang nhàn nhã uống trà, tựa hồ sau chừng ấy năm bế quan đã hiểu được năng lực của chính bản thân đã tới mức độ cực hạn rồi, muốn thành tựu siêu việt như Tần Vũ đã là hoàn toàn không thể. Tam đại hiện giờ tại hỗn độn vũ trụ không biết thế nào nữa. Lâm Mông nói, chén trà trong tay đặt xuống trên bàn. Hồng Mông cười nhạt: Với tu vi của tam đệ, ta sớm đã không cần phải lo cho hắn rồi, chỉ là không rõ trong hỗn độn rốt cục có một vũ trụ thế nào. Lâm Mông nói: Hỗn độn vũ trụ so với vũ trụ này của chúng ta cũng bất quá cũng là vũ trụ tinh trần mà thôi, cũng là một thế giới được tạo nên bởi cát đá, thế nhưng có lẽ trong đó còn có đạo. Bất quá với năng lực của chúng ta hiện giờ, muốn tiến lên đó là không thể. Đây là thiên lý à? Đối với chúng ta mặc dù không có khả năng, nhưng mấy người kia lại có thể, không biết bọn họ tu luyện thế nào rồi. Lâm Mông cười nói: Đúng vậy, cũng chỉ còn hy vọng vào bọn họ có thể tiến vào hỗn độn vũ trụ, tới lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc một phen. Hai người nhìn nhau cười. Hồng Mông không biết nghĩ gì, đột nhiên một quân cờ phiêu phiêu rơi vào đúng điểm thiên nguyên trên bàn cờ. Đến khi Lâm Mông ngưng thần nhìn lại mới phát hiện thế cờ thắng bại đã được phân. Hồng Mông vũ trụ trong hư tạn vô không, năm đạo thân ảnh đứng ngoài không gian phong tỏa, tự hồ cùng đợi cái gì đó. Xem ra thời cơ trong lời của bà nói rốt cục cũng đã tới. Hôm nay Học Quân và Huống Thiên Minh đều đã tới đây cùng đợi Ngộ Không xuất quan. Trải qua nhiều năm khổ luyện, cổ bàn đã có thể vận dụng cổ bàn phiên phá vỡ hỗn độn, có thể tiến vào trong vô tận hỗn độn, mà bất diệt phách thể của Hồng Quân về cơ bản cũng đã hoàn thành. Sau khi rèn luyện thân thể thì dường như bất tử, hoàn toàn có thể tự do xuyên tới nguyên thủy vũ trụ. Huống Thiên Minh cũng từ trong thiên đạo chi nhận có một phen lĩnh ngộ. Loại giải thích này khó có thể nói thành lời, huyền bí, ảo diệu, không phải ai cũng có đủ khả năng hiểu được. Đồng thời hắn cũng từ truyền thừa của Thiên Mông mà năng lực dự chi cũng được đề cao lên rất nhiều. Đã qua 27 năm, đối với những người này tất nhiên chỉ như phát đạn bay, chỉ một chút thôi là đã liền trôi qua. Hầu Phí tự hồ đã không còn nhẫn nại nữa. Người đầu tiên tỉnh lại từ trong nhập định chính là hắn, quay đầu về phía không gian phong tỏa lớn tiếng mắng: Cái tên đồ đệ đáng chết này như thế nào còn không ra, để cho sư phụ của hắn ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, thật sự là hỗn đản mà. Tiếng hét cực lực vang lên làm cho tất cả mọi người từ trong bế quan bừng tỉnh. Hắc Vũ thở dài nói: Cái gì tới nhất định sẽ tới, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Hầu Phí trừng trừng mắt hung hăng: Tạp Mao Điểu không phải đồ đệ của ngươi, tất nhiên ngươi không gấp rồi. Hồng Quân nhìn hai vị tiền bối đấu khẩu không nhịn được cười nói: Không lâu nữa Ngộ Không sẽ xuất quan, bốn huynh đệ chúng ta sẽ có con đường lớn hơn. Nét mặt cứng ngắc của Cổ Bàn nổi lên một nụ cười lạnh: Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ Tần Vũ tiền bối sớm đã từ trong vũ trụ nguyên thủy hình thành lĩnh vực riêng của mình không chừng. Nói tới Tần Vũ, trên khuôn mặt Hồng Quân nhất thời hiện lên vẻ chờ mong. Huống Thiên Minh nhíu nhíu mày nói: Tiểu hầu tử này sao chậm chế như vậy, cũng không biết tại không gian này làm cái gì nữa. Cổ Bàn bên cạnh cười nói: Lão Huống, bằng vào năng lực dự chi của ngươi, hắn đã sớm cảm giác được, bao lâu nữa hắn sẽ ra cơ mà. Khóe miệng Huống Thiên Minh lộ ra nụ cười thần bí, cũng không có trả lời hắn. Hồng Mông không gian trong một mảng yên tĩnh, tinh vân bốn phía lóe dạng, lưu tinh vận chuyển, tất cả đều có vẻ bình yên an tường. Có điều còn không biết tại trong không gian phong tỏa này tràng cảnh lại vô cùng kịch liệt. Lúc trước Tần Vũ đã phóng một lượng hỗn độn chất rất lớn vào trong không gian phong tỏa này, chính là muốn để cho Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được thế nào là phá giải áp chế của hỗn độn, tiện đà có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ mà sinh tồn. Nhưng cho tới giờ, từng đoàn hỗn độn vật chất đã bị hoàn toàn rào loạn. Một đạo kim quang chói mắt tạo đoàn vật chất kết dính, xám đen, chấn động kịch liệt. Đấu chiến nhất côn! Quang mang xí liệt ẩn chứa vô thượng chiến ý kinh khủng,
khí thể không thể ngăn cản quấn vào trong hỗn độn vật chất. Khí thể xám đen kia nhất thời ầm ầm bị đánh thành hai. Tôn Ngộ Không cầm trong tay một đạo kim quang vô hình, hài lòng nhìn một cái lỗ cực lớn xuất hiện trước mắt, xuyên thủng cả đám hỗn độn chất. Bạch Viên bên cạnh cũng vỗ ngực gào thét, song chiến ý của Tôn Ngộ Không không có đình chỉ lại, hắn vẫn điên cuồng như vậy. Từ khi bị Tần Vũ phong bế tại nơi đây, một loại bất tử vì chiến mà điên. Trên người Tôn Ngộ Không từng đám hỗn độn nhỏ nhỏ vây kín. Đấu chiến tam côn! Ba đạo quang mang xí liệt từ trong tay Tôn Ngộ Không bính phát ra, khí thể nặng như Thái Sơn phóng lên cao, ẩn chứa lực đạo so với kinh thiên côn pháp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đấu chiến 7 côn, đấu chiến 12 côn, đấu chiến 36 côn. Một đạo côn ảnh theo chiến ý của Tôn Ngộ Không bộc phát, huyễn hóa thành 36 đạo kim quang sáng lạn, quét tới đâu hỗn độn khí chỗ đó bị oanh tán. Cả không gian khắp khúc này hoàn toàn đã bị Tôn Ngộ Không làm cho rối loạn. Vù vù, sau khi xuất ra 36 côn, Tôn Ngộ Không rút cục cũng ngừng lại, nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Bạch Viên tự hỏi: mới chỉ có 36 côn mà thôi, như vậy đã tới cực hạn. Tiểu Bạch, đấu chiến côn điển của ta có lợi hại không? Bạch Viên tự hồ nghe thấy Tôn Ngộ Không gọi tên nó, liền nhe răng cười, không ngừng gật gật đầu. Nguyên lai 27 năm qua, Tôn Ngộ Không vì phá giải hỗn độn vật chất đã ngộ ra một bộ côn pháp chính thức của riêng hắn, cũng là danh hào năm đó Phật Tổ phong cho hắn, đấu chiến côn điển. Mặc dù cực hạn của hắn lúc này chỉ có thể xuất ra 36 côn, nhưng nhìn lực đạo cuồng bạo so với kinh thiên nhất côn còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối với hỗn độn vật chất rất có khả năng áp chế. Đấu chiến côn điển cũng giống như kinh thiên côn điển, là từ 1 đến 72, sau đó từ 72 côn trở thành 1, rốt cục tạo nên sự kỳ diệu. Nhưng nó không có hạn chế cảnh giới, 36 côn cũng chỉ là bắt đầu. Tôn Ngộ Không cùng với côn điển này thành tựu không ngừng đột phá, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch, Tôn Ngộ Không hài lòng cười nói: có bộ côn pháp này, sư phụ nhất định đối với ta phải thay đổi cách nhìn. Bất quá, ta nghĩ cũng đến lúc phải ra ngoài. Bạch Viên nghe thấy câu này tự hồ nghe được tiếng nhạc nơi thượng giới vậy, cái miệng phát ra tiếng cười kỳ quái. Xem ra mấy năm nay quả thật đã bắt nó phải chịu khổ rồi. Tần Vũ tiền bối, Tôn Ngộ Không ta rốt cục biết người đã phải một phen khổ tâm, cũng sẽ tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của người. Ta sẽ phá vỡ hỗn độn, đánh cho nát bấy cấm chế này, cho người xem đại thần thông của Tôn Ngộ Không ta. Kỳ thực khi đặt tới đấu chiến 13 côn thì Tôn Ngộ Không đã có thể bằng vào vô thượng chiến ý phá nát không gian phong tỏa này. Nhưng lúc ấy hắn chính là muốn từ đây lĩnh ngộ thêm, cho nên không có vội vã rời đi. Trước mắt 36 côn đã tới cực hạn, muốn đột phá phải tốn thời gian rất dài, phải lĩnh ngộ từ trong chiến đấu một thời gian nữa, cho nên hôm nay mới quyết định rời khỏi đây. Giờ khắc này vô thượng chiến ý trong nháy mắt bộc phát, kim quang xí liệt từ trong thân thể Tôn Ngộ Không bộc phát ra, giống như một bức tượng thiên thần cực kỳ chói mắt trong không gian phong tỏa. Đấu chiến 36 côn! Hắn lại xuất ra đấu chiến 36 côn, nhưng lần này không có kiềm chế lực lượng. Đấu chiến côn pháp ẩn hàm vô thượng chiến ý hoàn toàn đạt tới cực hạn của Tôn Ngộ Không. 36 đạo kim quang phóng lên cao, hỗn độn vật chất trong không gian phong tỏa nhất thời kịch liệt dao động, lấy hắn làm trung tâm hình thành một dòng suối hỗn độn thật lớn. Oanh đùng đùng đùng, kim côn trong tay Tôn Ngộ Không đã hung hăng xuyên thủng tầng ngăn cách giữa hai không gian, từng vết nứt rất nhỏ hiện lên từ trung tâm, là vết thủng do côn ảnh lúc trước, rõ ràng có thể thấy được từng đợt sóng năng lượng từ bốn phương tám hướng tràn đến. Ngay sau đó cả không gian phong tỏa đều tự hồ bị phá hủy, đều biến thành bụi phấn. Lão Tôn, ta đến đây! Trong ngân hà vô tận, Tôn Ngộ Không mang theo Bạch Viên chạy ra khỏi không gian phong tỏa, hướng về vô tận vũ trụ phát ra một tiếng tê thanh kiệt lực. Không đợi tiếng thét kết thúc, 72 đạo côn ảnh xanh tím đã bao phủ toàn thân hắn. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, theo bản năng xuất ra đấu chiến 13 côn, phóng ra 13 đạo kim quang cùng với 72 đạo côn ảnh va vào nhau, côn khí màu xanh tím kia nhất thời bị chấn nát. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng giống giận: xú đồ đệ, cư nhiên dám đánh sư phụ! Nghe thấy thanh âm, Tôn Ngộ Không mới giật mình hiểu ra, cả kinh nói: sư phụ, người như thế nào tới đây vậy? Cách đó không xa, Hầu Phí nắm trong tay trường côn, mặc dù ngữ khí mang theo vài phần tức giận, nhưng khuôn mặt
lại lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Lúc này Ngộ Không mới thấy thân ảnh bọn người Hồng Quân, Cổ Bàn càng nghi hoặc hỏi: các người ở chỗ này đợi ta sao? Hầu Phí tiến lên trước hung hăng nói: tên tiểu tử này không đợi ngươi thì đợi ai? Ngươi vừa rồi sử dụng tự hồ không phải kinh thiên quân pháp thì phải. Tôn Ngộ Không ngưng phấn không ngừng gật đầu nói: Đây là đấu chiến côn điển do con sáng tạo ra, cũng là nhờ nó mới có thể ra khỏi nơi đây. Hồng Quân mỉm cười nói: xem ra Ngộ Không đã ngộ ra đường lớn, ngày này rốt cục cũng đã tới rồi. Bốn người nhìn nhau không nhịn được ha ha cười lớn. Hắc Vũ lại quay mặt về phía Hầu Phí đả kích: ha ha, xem ra sư phụ ngươi còn không bằng đồ đệ nữa, thật là hồ người khác mà. Hầu Phí khinh thường hừ một tiếng: tạp mao điểu, có bản lãnh ngươi cũng dạy một tên đồ đệ đi. Tôn Ngộ Không nhìn hai người đấu khẩu thì đứng một bên cười khúc khích. Với tu vi hiện giờ của Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn có đấu chiến côn điển, thì Hầu Phí tất nhiên là trông theo không kịp, nhưng xem ra trong lòng lại vô cùng kiêu hãnh. Hắc Vũ có chút nghi hoặc hỏi: nói như vậy các ngươi thật sự phải đi sao? Hồng Quân gật đầu nói: đúng vậy, cha muốn bốn người chúng ta bế quan chính là vì chờ đến ngày hôm nay theo người tiến vào nguyên thủy vũ trụ, ngày này rốt cục cũng đã tới. Tôn Ngộ Không cau mày nói: tới chỗ Tần tiền bối nhanh như vậy sao? Huống Thiên Minh nói: đã hơn 100 năm rồi cũng không tính là quá nhanh, ta nghĩ Tần tiền bối sớm ở nơi đó sáng tạo không gian của chính mình rồi cũng không chừng. Cổ Bàn lãnh đạm cười nói theo: xét cho cùng, chúng ta tiếp bước Tần tiền bối cũng là vì tại nguyên thủy vũ trụ có thể lĩnh ngộ được con đường lớn của chính mình, từ đó mà đạt tới một thành tựu mới, vậy bây giờ xuất phát thôi. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Tiểu Bạch vội nói: Tiểu Quân, đem Tiểu Bạch vào trong Hồng Quân phủ, nó không thể rời khỏi ta. Hồng Quân mỉm cười nói: Tiểu Bạch ư, yên tâm đi, ta đã nói ngươi và nó có duyên, tất nhiên sẽ không thể để lại nó đâu. Nói xong mở ra Hồng Quân phủ đưa Tiểu Bạch vào bên trong. Tốt lắm, để ta mở đường. Lúc này Cổ Bàn vung Cổ Bàn Phiên lên, bề mặt vũ động, không gian chật băng toái mà sâu bên trong hư không bị vỡ tan kia hiển nhiên là dày đặc hỗn độn chất của nguyên thủy vũ trụ. Từng đoàn hỗn độn chất mãnh liệt tựa hồ muốn lao hẳn ra ngoài. Huống Thiên Minh lạnh lùng cười, thiên đạo chi nhận phóng ra những dải sáng, chỉ thấy huyết ấn trên trán của hắn bỗng tan biến, mọc ra một cái sừng dài, nhọn hoắt, cong vút hướng lên trời cao. Đằng sau lưng cũng hiện lên một cái xương bén nhọn, tiếng kêu răng rắc không ngừng, kêu to một tiếng, đôi cánh hắc sắc thật lớn bung ra, toàn thân thấu phát một cỗ khí thế hủy diệt. Thiên đạo chi nhận tạo thành một vòng tròn bao lấy Huống Thiên Minh, tản ra quang hoa vàng trắng. Hắc Vũ và Hầu Phí thấy Huống Thiên Minh cư nhiên có thể biến thân tới trình độ này đều là cứng lưỡi, thập phần kinh ngạc. Tôn Ngộ Không cũng mở to hai mắt, lấy tay ngoái ngoái tai nói: lão Huống, từ khi nào ngươi trở nên lợi hại như vậy vậy? À, đây là lễ vật mà Tần Tư cho ta, bây giờ ta từ trong thiên đạo chi nhận đã lĩnh ngộ được phương pháp phân tách hỗn độn, ta đi trước. Nói xong thân thể Huống Thiên Minh liền hóa thành một đạo lưu quang phóng vụt vào trong nguyên thủy vũ trụ. Thông đạo không gian bắt đầu khởi động, hỗn độn vật chất nhất thời bị áp chế hẳn. Hồng Quân ha ha cười: lão Huống, chờ ta. Đột nhiên thân thể Hồng Quân xảy ra biến hóa rất nhỏ, mặt ngoài ra hiển nhiên cũng khởi một lớp quang mang màu xám, khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ chắc chắn, cảm giác bất khả xâm phạm. Cổ Bàn thấy Hồng Quân như vậy, ánh mắt toát ra vẻ than thở nói: Tiểu Quân, xem ra bất diệt phách thể của ngươi đã hoàn thành rồi. Hồng Quân nhẹ lắc đầu nói: Tiểu Cổ, những năm gần đây ta lợi dụng hỗn độn vật chất ngưng luyện thân thể, bây giờ mặc dù đã xem như là cơ thể hỗn độn, nhưng bên trong lại cực kỳ thâm ảo. Bất diệt phách thể của ta bất quá chỉ là khởi đầu mà thôi, tin rằng tới nguyên thủy vũ trụ sẽ có đột phá mới, ta đi trước đây. Vừa nói xong, Hồng Quân không sử dụng linh bảo hộ thân, nương vào chính bất diệt phách thể tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ. Có điều mỗi một bước của hắn, hỗn độn vật chất tựa như dần dần tách ra, như là không có điều gì phải bận tâm. Tôn Ngộ Không có chút quyến luyến nhìn Hầu Phí thấp giọng nói: sư phụ, ta phải đi rồi. Hầu Phí hừ nhẹ lớn tiếng nói: đi mau đi, ở nơi đó nếu không ra gì thì đừng trở về gặp ta. Tôn Ngộ Không gật gật đầu tiến đến cái khe không gian, vô thượng chiến ý bộc phát, khí thế của đấu chiến côn điển hình thành một đạo kim quang thủy dũng thô tế bắn vào trong nguyên thủy vũ trụ.
một thông đạo nhất thời xuất hiện trước mặt hắn. Hầu Phí nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không rời đi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài như không thể nói thành lời. Sú tiểu tử, phải cẩn thận một chút vào. Ba người đều đã tiến vào bên trong hỗn độn. Cổ Bàn nhìn Hắc Vũ và Hầu Phí chắp tay nói: hai vị tiền bối xin cáo từ. Nói xong liền khởi động Cổ Bàn Phiên, cũng đi vào cái khe rộng 10 thước kia, rồi cuối cùng biến mất không thấy đâu. Hắc Vũ thở dài nói: nơi đó cuối cùng cũng không phải thế giới của chúng ta, đi thôi. Hầu Phí gật đầu, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong vô tận hư không. Cũng giống lần đầu tiên bước vào nguyên thủy vũ trụ của Tần Vũ, nơi này phần lớn còn chưa có vũ trụ bị khai tích, hỗn độn vật chất sung túc cơ hồ chưa từng bị chạm tới. Huống Thiên Minh đi phía trước, lực lượng thiên đạo chi nhận đã hoàn toàn đưa hỗn độn vật chất tách ra. Bốn người đều có thủ pháp riêng, tại nguyên thủy vũ trụ không có trở ngại gì. Tiểu Quân, Tần tiền bối hiện giờ không biết ở địa phương nào, muốn tìm sợ rằng rất khó khăn. Tôn Ngộ Không nói, khuôn mặt Hồng Quân chớp động, quang mang hiện lên một tia cười nhạt. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ gặp. Bất quá hiện giờ chúng ta tới nơi này cũng không phải đi tìm cha, mà tại phiến vũ trụ này linh ngộ đường lớn. Cổ Bàn gật đầu. Nghe Tần tiền bối nói, tại phiến vũ trụ này đã có tinh vực bị người ta khai tích, ta nghĩ thành tựu của bọn họ so với Hồng Mông vũ trụ còn cao thâm hơn. Nói đến thành tựu, Huống Thiên Minh đi tiết đằng trước, tựa hồ mới hứng chí đột nhiên hỏi: được rồi, những năm gần đây chúng ta đều đã có những thành tựu riêng, thế nhưng tiểu cổ, người rốt cục đã lĩnh ngộ được cái gì? Chẳng lẽ chỉ là cái trường phiên này thôi sao? Cổ Bàn mỉm cười nói: tất nhiên là không phải rồi, Cổ Bàn phiên chỉ là la bàn của ta cùng với hỗn độn vật chất ngưng luyện thành hỗn độn linh bảo thôi. Lĩnh ngộ của ta không chỉ là huyền cơ bên trong Cổ Bàn phiên, còn có một ít là đồ vật bên trong nguyên thủy vũ trụ này. Tôn Ngộ Không mắt sáng ngời nói: vật gì, nói ta nghe, hoặc là đem ra cho mọi người nhìn xem đi. Cổ Bàn bất đắc dĩ cười một tiếng, tức thì há miệng, yết hầu đột nhiên bộc phát ra một âm a, thanh âm hùng hồn như uẩn tàng sức mãnh liệt của ngọn núi lửa ngủ yên hàng ngàn ngàn năm, đột nhiên tuôn trào khí thế như hồng thủy. Hỗn độn vật chất bốn phía tất cả đều bị thanh âm đánh tan tới 10 thước xung quanh. Đây là vũ trụ thiên địa lúc sơ sinh phát ra thanh âm, đương nhiên ta chỉ là mới lĩnh ngộ một chút vào ngoài mà thôi, vì muốn hiểu được sự huyền diệu của nó cho nên mới đi vào nguyên thủy vũ trụ tham cứu một phen. Mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, kêu quang quác một tiếng. Sau một lúc lâu, Hồng Quân đột nhiên nhíu mày, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nói: các ngươi có cảm giác được không? Từ hồ có một cỗ áp chế rất nhỏ đang hướng chúng ta đi tới. Huống Thiên Minh nói: ta cũng cảm giác được rồi, có thể là lần đầu tiên tới nơi này nên có chút chưa thích ứng, có lẽ do chưa quen thôi. Kỳ thực Cổ Bàn cùng Tôn Ngộ Không đều cảm giác được, thế nhưng cỗ áp chế rất nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì, lại nghe Huống Thiên Minh giải thích cũng không để ý tới nữa. Duy chỉ có Hồng Quân lại cực kỳ chú ý đến một tia cảm giác áp chế rất nhỏ này. Lần đầu tiên bốn người bước vào hỗn độn, đi tới nguyên thủy vũ trụ, tất cả pháp tắc đã lĩnh ngộ tại Hồng Mông vũ trụ cũng sẽ không thể sử dụng, điều này không có gì là kỳ quái. Song chính như Hồng Quân đã cảm giác, không bao lâu sau tia áp chế nhỏ nhoi kia phảng phất lớn dần, cuối cùng khiến bốn người tỉnh ngộ. Cổ Bàn nét mặt khẽ ngưng trọng hẳn nói: xem ra nguyên thủy vũ trụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhất định là có tồn tại phép tắc áp chế chúng ta. Làm sao bây giờ, cố áp chế lực lượng này lại không ngừng khuếch trương ra, sợ rằng không bao lâu nữa một thân tu vi của chúng ta sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Tôn Ngộ Không lo lắng nói: vô luận là có thả ra vô thượng chiến ý hay không, hay là sử dụng đấu chiến côn điển, thì lực lượng áp chế kia thủy chung không có suy giảm. Hồng Quân nhẹ giọng nói: đây là hiện tượng tự nhiên, chúng ta là không có cách áp chế rồi. Xem ra đi tới vũ trụ này, thực lực của chúng ta sẽ bị áp chế rất lớn, trừ phi lĩnh ngộ được pháp tắc của vũ trụ này. Cổ Bàn gật gật đầu: có thể nói như vậy, thế nhưng pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ so với Hồng Mông vũ trụ tuyệt đối là cao thâm hơn rất nhiều. Muốn lĩnh ngộ lại dễ dàng vậy sao? Xem ra chúng ta phải chấp nhận sự thật trước mắt rồi. Tất cả đều giống như trạng thái khi Tần Vũ đi tới nguyên thủy vũ trụ. Mỗi một người đều mang trên vai một mảnh cảm giác áp chế mãnh liệt, khiến cho năng lực bọn họ tụt xuống hạn độ thấp nhất. Hơn nữa, tất cả nguyên tố pháp tắc đều xung khắc, dường như bốn người trong giây lát từ trường khống giả tụt xuống cảnh giới thiên thần vậy.
thực lực sớm đã bị thiên sơn đoạ biệt. Xem ra đây chính là trải nghiệm đầu tiên của nguyên thủy vũ trụ. Thần thức hay thậm chí năng lực dự chi của ta đã đều bị phong chế rồi. Giọng nói của Huống Thiên Minh mang theo vài phần không thể tư nghị, rồi lại như là không thể tránh được sự thật này. Tôn Ngộ Không lập tức thử nghiệm một chút, không nghĩ tới thần thức chỉ có thể phóng ra khoảng cách chưa đến 10 thước, thậm chí còn không bằng mắt thường. Lúc trước Tần Vũ tới nơi này cũng không thể bằng. Thần sắc Cổ Bàn dị thường nghiêm trọng, nhìn Cổ Bàn Phiên trong tay nói: xem ra bây giờ duy nhất không bị áp chế chính là linh bảo trong tay chúng ta. Đích xác là vậy, lực lượng áp chế của nguyên thủy vũ trụ đối với linh bảo không có tác dụng. Ánh mắt thâm thúy của Hồng Quân đảo qua bốn phía hỗn độn không gian nói: xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm được một cái tinh vực bị khai tích để có thể thích ứng với nơi đây, nếu không điều này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Khả năng áp chế của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ đối với bốn người là không thể tưởng tượng. Loại thực lực này hốt nhiên khiến trong lòng tất cả đều nhận thấy một loại cảm giác không ổn. Bên trong vũ trụ nguyên thủy, pháp tắc đó tiềm ẩn huyền ảo sâu xa, sợ rằng chỉ có Tử Dạ Thương Long cùng với chiến thần nhân vật tầm cỡ ấy mới có thể lĩnh ngộ ra được. Với Hồng Quân bốn người lần đầu tiên bước vào phía lĩnh vực thần bí, bị áp chế đến mức độ như thế này hiển nhiên không có gì là khác thường. Cứ như vậy hoàn toàn không có cảm giác phương hướng, bước đi không có mục đích trong vũ trụ nguyên thủy. Không lâu sau, Hồng Quân đột nhiên phát hiện phía trước có một tia tinh quang yếu ớt chớp động. Trong lúc vui mừng hơi lo lắng, trầm giọng nói: nhìn xem hình dáng tinh vực phía trước hẳn là được con người khai sáng ra. Chúng ta phải hết sức ẩn tàng khí tức, nếu không bị người ta phát hiện ra chỉ e sẽ hãm vào khốn cảnh. Lần đầu tiên tiến vào hỗn độn vũ trụ, tất cả nơi này đều rất xa lạ, nhớ ra gặp phải kẻ địch có thực lực siêu cường, chỉ e rằng với trạng thái bị áp chế hiện giờ, tưởng muốn an toàn thoát thân thì đúng là cực kỳ gian nan. Hồng Quân có tâm giới bị, Cổ Bàn cũng tán đồng ý tưởng đó, gật đầu nói: cũng tốt thôi, mọi người cố gắng lên, hết sức đừng để tách ra. Tôn Ngộ Không le lưỡi, vẻ mặt khinh thường: nếu có địch nhân, lão tôn ta trước tặng cho nó đấu chiến tam thập lục côn, thử xem bọn chúng có bản lĩnh gì nào. Xem ra quyết tâm cầu chiến như điên cuồng của hắn lại bắt đầu muốn bùng lên rồi. Huống Thiên Minh đi ở phía trước, lực lượng thiên đạo chi nhận bạo phát đến cực hạn. Một vòng phiên nguyệt tựa hồ chiếu sáng cả nguyên thủy vũ trụ, ầm ầm bắn ra. Thân thể Huống Thiên Minh trong phiên nguyệt cơ hồ biến thành cùng một dạng, tán phát ra quang hoa mãnh liệt. Chỉ nghe một tiếng nổ như tiếng sấm vang vọng, vật chất hỗn độn ầm ầm tản ra bốn phía. Một cái cửa động phương viên không tới 5 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Xuyên qua động khẩu, thấy rõ một phiến tinh vực phạm vi cực kỳ rộng lớn, vô số tinh cầu lấp lánh quang mang đủ màu sắc. Sau khoảnh khắc, Huống Thiên Minh xuất hiện trước mặt ba người. Thế nhưng thiên đạo chi nhận đã thu lại, hình dáng lần biến thân thứ 7 cũng từ từ thu lại. Sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, quần áo xộc xệch. Lực lượng áp chế thật là lợi hại, vừa rồi đã là cực hạn của ta, vậy mà chỉ có thể đánh vỡ được một cái động khẩu nhỏ như vậy. Phiến vũ trụ kia tuyệt đối không đơn giản, chúng ta tiến vào thôi, phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, làm cho mọi người cảm giác kỳ quái chính là sau khi tiến vào phiến tinh vực kỳ lạ này, bốn người có cảm giác lực lượng áp chế đột nhiên giảm bớt một chút, nhưng không rõ ràng lắm. Có thể nhìn thấy pháp tắc của phiến tinh vực này đồng dạng hạn chế với họ thật lớn, chỉ là so với vũ trụ nguyên thủy còn kém hơn một ít. Bước đầu tiên khi bước vào phiến tinh vực, Hồng Quân chợt cảm giác một cỗ tử khí đập vào mặt. Tuy nhiên, tử khí này so với khí tức ở tử giới hoàn toàn bất đồng, có thể nói là một cỗ khí tức hủy diệt, gây cho hắn một cảm giác bất an thật rõ ràng. Cổ Bàn nhìn tinh không mênh mông xa xa, cảm thán nói: vậy mà có người đủ năng lực từ trong vũ trụ nguyên thủy khai mở một cái tinh vực thế này, thần thông cỡ đó quả thật là quá lợi hại. Các người có phát giác ra không, phiến tinh cầu của vũ trụ này thật kỳ quái, mà còn tán phát ra một mùi tử khí thâm trầm. Quang mang trong mắt Tôn Ngộ Không chớp động, Huống Thiên Minh gật gật đầu: đúng vậy, ta cũng cảm giác được, nơi này đến tột cùng là thế giới gì đây? Hồng Quân vừa thu tầm nhìn lại, trên tay tế xuất ra Hồng Quân giới, một đạo quang hoa sáng chói tức thì bao trùm mọi người lại. Hồng Quân giới này vốn tại lúc Hồng Quân rèn luyện bất diệt phách thể bị hủy diệt, nhưng sau 10 năm tế luyện không chỉ được trọng sinh mà còn cường đại hơn trước kia nhiều. Xem ra muốn biết hết thảy, chúng ta phải tiến vào thử xem sao. Lời nói của Hồng Quân có hơi run run,
Dù sao, ở trong phiến tinh vực này, muốn phóng xuất ra hồng quân giới thật đúng là cực kỳ khó khăn. Bốn người nhất trí đạt thành ý kiến, lập tức hướng tinh cầu gần nhất bay tới. Đến vùng phụ cận, mọi người mới phát giác màu sắc của những tinh cầu này đều có màu u ám, màu xám đen, màu xám, màu đen cùng với màu đỏ sậm, màu đỏ máu, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Hồng quân cùng hồng quân giới bao bọc mọi người đến một tinh cầu màu xám đen gần nhất. Bề mặt những tinh cầu này như nhau, cùng có một tầng cấm chế cực mạnh, nhưng cổ bàn sử dụng cổ bàn phiên phá giải dễ dàng. Sau khi tiến vào mới phát hiện đang ở trên cao vạn thước trên bầu trời của khỏa tinh cầu này, nhưng cỗ tử khí đó lại càng ngày càng dày đặc. Đến nơi này, bốn người đều chịu ảnh hưởng trọng lực áp chế của tinh cầu, không những không thể thuấn di được mà phi hành cũng cực kỳ khó khăn, tốc độ rất chậm, hơn nữa không thể khống chế toàn bộ sự vật ở đây. Các người nghĩ tinh cầu này có sinh vật không? Tôn Ngộ Không nhìn vào vùng đất màu đen mờ tối ấy, hầu như không có bất cứ kiến trúc nào, không khỏi nghi hoặc nói. Cổ bàn lắc lắc đầu, nói rất kiên định. Mặc dù nơi này tràn ngập tử khí, nhưng trực giác của ta cảm nhận thấy ở đây có khí tức sinh mệnh, nhất định là có người sinh sống. Ngươi nói không sai, có người ở đây, hơn nữa cách chúng ta rất gần, các ngươi nhìn xem. Hồng Quân vừa nói vừa chỉ hướng đông nam, ở địa phương cực xa, chỉ thấy nơi đó khói khí mù mịt mà còn phóng thích ra từng luồng ba động năng lượng, lúc lớn lúc nhỏ bất đồng, hiển nhiên có người đang kịch chiến với nhau tại đó. Nào, chúng ta cùng tới đó. Chỉ trong chốc lát, bốn người từ một vạn thước trên không hướng tới vùng đất tràn ngập tử khí đi tới. Nhưng khi họ bước vào khối địa vực mới phát hiện tầng tầng lớp lớp trên mặt đất xám đen phủ đầy có hơn vạn bạch cốt, dường như toàn cả tinh cầu, mỗi một tấc đất đều có xương trắng lan liệt. Nhưng làm cho người ta kinh tâm nguyên nhân là kiến trúc tại đây. Trên cao vạn dặm, Tôn Ngộ Không không nhìn thấy, bởi vì những kiến trúc này phần lớn là xây dựng dựa vào núi, màu sắc hoàn toàn đều là màu xám, cho nên không dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, cấu tạo của những kiến trúc này lại giống như cùng một hình dạng, đó chính là phần mộ và hoàn toàn được phơi bày trên mặt đất. Tựa hồ cả tinh cầu giống như một mộ địa khổng lồ, khiến cho mọi người đều nghi hoặc nan giải. Hồng Quân trải qua một phen dò xét mới phát hiện phần mộ ở đây tất cả đều trống rỗng, dường như đây cũng không phải là chỗ chôn cất người chết mà chính là một kiểu nhà ở của cư dân trên tinh cầu này. Làm sao bây giờ, chúng ta sao lại đến địa phương này, tà môn quá, thật là xui quẩy mà. Tôn Ngộ Không bực tức không ngừng oán thán. Chúng ta đi đến chiến trường đó thử xem, có lẽ có cái gì đó thu hoạch cũng không chừng. Cổ bản đề nghị, Hồng Quân và Huống Thiên Minh cũng sôi nổi gật gật đầu. Chẳng qua hưng phấn nhất cũng là Tôn Ngộ Không, vừa nghe đến chiến đấu thì tim của hắn đã bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa. Chỉ có điều, từ chiến trường năng lượng ba động phóng xuất ra cực kỳ quái dị, đồng dạng là ẩn chứa khí tức hủy diệt cực kỳ nồng đậm. Bốn người càng đến gần, cỗ khí tức càng nồng đậm kịch liệt. Khi cách nơi đó khoảng ngoài vài trăm dặm, đột nhiên từ trong núi bay ra một thân ảnh màu xám kèm theo một tiếng thét lanh lảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Lúc này Tôn Ngộ Không ở gần đạo hắc ảnh nhất, phản ứng bản năng của hắn cũng cực nhanh. Công thế đấu chiến côn pháp hình thành một đạo kim quang rực sáng bộc phát ra, vô cùng chính xác đánh trúng vào đạo hắc ảnh kia. Không biết là do Tôn Ngộ Không bị áp chế quá gay gắt, hay là đạo hắc ảnh đó quá cường hãn, làm cho mọi người giật mình kinh hãi. Chính là hắc ảnh tuyệt đối không có bị hủy diệt, chẳng qua là tốc độ chợt giảm bớt một chút. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Có thể nói đó không phải là con người, thân thể như có như không, tựa hồ trong suốt, mà toàn thân tán phát ra một cỗ tử khí cực kỳ nồng đậm. Mặc áo vải rách nát, trên đỉnh đầu đội một cái nón mũ vải, vành mũ ấn chụp rất sâu, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hai tròng mắt đỏ như máu phóng ra quang mang khiến cho người khác kinh hãi. Ngoài ra, hấp dẫn ánh mắt của người khác chú ý chính là hai tay đang cầm một thanh liêm đao màu đen thật lớn, tỏa ra hàn quang dày đặc. Đây là vật gì vậy? Tôn Ngộ Không hỏi, nhưng quả thực càng thêm khiếp sợ vì đấu chiến nhất côn vậy mà không làm cho hắn có một chút thương tổn nào. Hồng Quân cau mày, xem ra hắn chính là người dân ở đây, chúng ta phải cẩn thận. Dù sao hắn cũng là người của vũ trụ nguyên thủy này, vì thế Hồng Quân nâng cảnh giới phòng bị lên đến cao độ. Tử khí thâm trầm, người trong suốt kia nhún vai nói, các ngươi là loạn thần giới, chết đi. Thanh âm của hắn giống như tiếng lưỡi đao rỉ sét chà sát trên giấy nhám, sinh ra tiếng khàn khàn trầm thấp làm cho người ta lạnh mình. Mặc dù không nghe rõ lắm,
nhưng hai chữ cuối cùng mọi người dĩ nhiên là nghe được rõ ràng. Đột nhiên, người nọ vung liêm đao lên cao, hung hăng bổ xuống. Lưỡi đao sắc bén phát ra một đạo lãnh quang dày đặc, trong hư không vẽ ra một đạo quỹ tích hình tia chớp tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Cổ bàn hét lên một tiếng, cổ bàn phiên lay động, tức thì tạo nên một đạo ô quang hóa giải kình khí của liêm đao. Tuy nhiên, năng lực phá toái hư không kia tuyệt nhiên không phát sinh chút hiệu quả nào tại không gian này. Điều đó cho thấy cái không gian tinh vực được khai sáng ấy cực kỳ ổn định. Liêm đao của người nọ bị phản chấn trở lại, tự hồ cảm giác có chút bị chấn động kinh sợ. Hai con người đột nhiên phóng xuất ra quang mang ám hồng sắc, toàn thân tán phát ra tử khí, dẫn theo một cỗ sát khí cực kỳ mãnh liệt. Liêm đao lại vung lên, lần này hóa thành tám đạo hàn quang không cùng góc độ vọt tới. Có thể nhìn ra được công kích của hắn cũng không có tăng thêm bất cứ hiệu quả nào, chẳng qua là kinh khí bạo phát ra cực kỳ cường đại. Hơn nữa, năng lực của bốn người này bị áp chế cực lớn. Rõ ràng với cái loại công kích đơn thuần này hiển nhiên không đạt được ích lợi gì. Bất quá lúc này đã chọc cho Tôn Ngộ Không thật sự nổi giận. Vô thượng chiến ý cầu chiến như điên cuồng của hắn bạo phát mãnh liệt xuất ra, lớn tiếng quát: "Đấu chiến tam côn!" Ba côn ảnh vàng chóe cùng với tám đạo hàn quang đó va vào nhau hoàn toàn tan biến. Nhưng thế công kích của Tôn Ngộ Không đâu có ngưng lại như thế, mà ngay sau đó sử xuất ra đấu chiến thất côn cùng với đấu chiến thập tam côn hợp lại thành một loại côn pháp nhất khí, liên kích không có ngưng lại chút nào. Hơn 10 đạo kim quang sáng rực hoàn toàn đem vây khốn người nọ lại. Tôn Ngộ Không xuất ra toàn lực, thế công bạo phát ra đầy tính áp đảo. Người nọ trong cái loại chiến ý điên cuồng mãnh liệt áp bức này hiển nhiên không có bất cứ con đường nào để phản kháng. Hơn 10 đạo kim quang đem thân thể hắn xoắn lại, chuyển động trong nháy mắt tức thì hóa thành bụi phấn tung bay đầy trời. Người trong suốt nọ ở bên trong kim quang mãnh liệt căng xé cứ như vậy tan thành mây khói, không lưu lại một chút dấu vết, phảng phất như không có tồn tại. Song giờ phút này Hồng Quân cảm giác được có một chút bất an, nghi hoặc nói: "Người nọ mặc dù đã chết rồi, nhưng nó hình như không có chân linh, hoặc giả là nói chân linh bị một lực lượng khác hấp thu mà không có tiến nhập vào tử giới của ta." Cổ bàn trầm tư trong chốc lát: "Có lẽ vũ trụ nguyên thủy này có khả năng tồn tại một tử giới khác cũng không chừng." Đối với người nọ sau khi chết đi về đâu, Huống Thiên Minh cảm giác thấy kinh ngạc, hơn nữa đối với thực lực của nó càng nghi hoặc. "Các ngươi nghĩ thực lực của người này đạt tới trình độ gì?" Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nhíu mày nói: "Ngang ngang với thần nhân, chẳng qua lão tôn ta vại chỗ này không phát huy được thực lực, tưởng muốn giết được hắn quả thực có chút khó khăn." "Rất hiển nhiên, thực lực của người dân nơi đây cao hơn Hồng Bông vũ trụ một tầng. Hơn nữa, pháp tắc của phiến vũ trụ này còn áp chế chúng ta. Tình huống hiện tại đối với chúng ta cực kỳ bất lợi." Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng: "Nếu tại Hồng Bông vũ trụ, thiên đạo chi nhận của ta một kích có thể giết chết hơn 100 người. Nhưng tại chỗ này, bó tay, bó chân, thật sự là đáng ghét mà. Xem ra chúng ta mỗi một bước đi cần phải hết sức cẩn thận." Mọi người biết rõ là sự hạn chế pháp tắc đối với năng lực của mình mạnh mẽ biết bao, cũng rất tán đồng ý của Huống Thiên Minh. Bất quá trong lòng của bàn vẫn đang suy nghĩ về lời nói của người cầm liêm đao trước khi chết, nghi hoặc nói: "Các người nghe rõ điều hắn nói không? Cái gì loạn thần giới, hình như là có một cái thế lực." Hồng Quân khẽ gật đầu: "Muốn biết hết thảy nhất định phải vào xem một chút mới được." Vừa nói, ánh mắt hướng đến chiến trường nơi tán phát ra khí lưu năng lượng kia. Trải qua trận đánh vừa rồi, bốn người đã hiểu rõ lực lượng của bọn chúng, cho nên đều che giấu khí tức của chính mình đến cực hạn. Có điều mọi người cảm thấy nghi hoặc nhất chính là thân thể quái nhân kia vì sao lại là có một cảm giác hư vô, dường như không chân thực, rồi lại giống như chỉ là một cái bóng mờ ảo mơ hồ, nhưng lại bộc phát ra lực lượng thật cường đại như thế. Khoảng cách vài trăm dặm này chỉ trong chốc lát đã đến điểm cuối. Tại một mảnh đen mờ trong sơn lĩnh, từng tràng tiếng gào thét liên tiếp không ngừng truyền ra. Lúc này Tôn Ngộ Không là người đầu tiên xông ra ngoài, dựa vào mục lực ưu việt, rõ ràng nhìn thấy trong sơn lĩnh ấy từng đám quang ảnh màu xám mù mịt cơ hồ bao phủ toàn cả ngọn núi. Và bên trong một cái sân cốc đang đứng mấy trăm tên binh sĩ mặc khải giáp tử sắc, thế nhưng thân thể của bọn chúng lại rất chân thực, chính đang cùng với những quang ảnh màu xám kia cuốn lấy nhau chiến đấu không rời. "À!" Chứng kiến một màn này, Huống Thiên Minh cũng bị dọa cho kinh hãi. Từng đám quang ảnh màu xám kia hiển nhiên chính là những quái nhân hư vô giống như tên vừa mới gặp,
bọn họ đồng dạng cầm liêm đao trong tay đen nhánh, nhìn không rõ mặt, chỉ có hai con ngươi đỏ như máu tán phát ra lãnh quang, trông thật phát khiếp. Cổ Bàn lặng lẽ quan sát tình huống chiến trường, hắn phát hiện trong sơn lĩnh phủ kín đầy thi thể, bọn chúng đều mặc khải giáp tử sắc chết trận tại chỗ, không khỏi cả kinh nói: xem ra trận đại chiến này đã kéo dài rất lâu rồi, binh sĩ mặc khải giáp tử sắc này coi như đã không còn cầm cự được nữa rồi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trận kịch chiến như thế, vô thượng chiến ý trong cơ thể cũng dục dịch muốn động thủ, cực kỳ hưng phấn nói: vậy chúng ta xông vào giúp đỡ những người này chứ? Hồng Quân không đồng ý, lắc đầu: quyết không được phép hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta hiện tại còn không biết lai lịch của mấy thế lực này, huống chi hiện tại đánh ra ngoài rất có thể sẽ có nguy hiểm. Tôn Ngộ Không có chút oán giận nhíu mày: bất kể là giúp ai, cây côn của lão Tôn ta ngơ ngáy khó mà chịu nổi, Tiểu Quân từ khi nào trở thành nhát gan như vậy? Đây không phải là nhát gan, hiện tại cũng không phải ở Hồng Mông vũ trụ, người nơi này thực lực mạnh yếu còn chưa có phân định rõ ràng, chúng ta quyết không được tùy tiện hành sự. Nghe Cổ Bàn giải thích, Tôn Ngộ Không đành nhẫn lại nén nhịn. Đột nhiên trên mặt Hồng Quân xuất hiện một nụ cười quỷ dị nói: ta nghĩ ra một cái chủ ý hay. Mắt Tôn Ngộ Không sáng ngời: chú ý gì? Tuy nhiên Hồng Quân cố tình phất lờ, thản nhiên cười không trả lời hắn. Bốn người cứ như vậy lặng lẽ quan sát tình thế của trận chiến, cũng không có ý muốn trợ giúp bên nào. Dù sao bây giờ cũng không biết nguyên nhân chiến tranh cùng tình huống thế nào, trợ giúp bất kỳ phương thế lực nào cũng có thể lâm vào tình cảnh bất lợi. Bên trong sơn lĩnh, quang cảnh màu xám tại trên bầu trời không ngừng vần vũ, liêm đao phát xuất ra tiếng rít chói tai, từng đạo hàn quang trùng trùng điệp điệp đan xen vào nhau, cùng hướng về bọn binh sĩ mặc khải giáp tử sắc chém tới. Tuy nhiên, Hồng Quân trông thấy cực kỳ rõ ràng, những quang ảnh đó mặc dù có hơi hỗn loạn, nhưng lại là một loại công kích theo một quy luật kỳ diệu, đối với những binh sĩ này gây ra thương tổn rất lớn, dường như ẩn chứa một loại sát trận nào đó cực kỳ xảo diệu. Giờ phút này, bọn binh sĩ đó đã hoàn toàn rơi vào tình thế phòng thủ, cơ hồ ngay cả năng lực phản công cũng không có, huống chi nói tới chạy thoát khỏi nơi đây. Mấy trăm người trên ngọn núi tạo thành một vòng tròn, tuyến phòng ngự trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, nhìn qua mặc dù có hiệu quả, nhưng nhân số dù sao quá ít, dưới công kích mãnh liệt như thế, hiển nhiên không thể chống đỡ trong thời gian dài. Đối với tình thế của trận chiến, bốn người cũng không quá để ý, ngược lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào năng lực phòng thủ cùng với công kích của bọn họ. Khải giáp tử sắc của những binh sĩ đó tán phát ra quang mang mơ hồ, mặt ngoài còn bao phủ tầng tầng vật chất màu xám, tuy không dễ dàng phát hiện, nhưng làm cho màu sắc của khải giáp phai nhạt đi vài phần. Nhìn đến vũ khí của bọn họ, cho dù là lợi kiếm hay khoái đao cũng đều có hiện tượng giống như vậy. Hồng Quân đã phát giác ra điểm huyền ảo này, liếc mắt đã nhận ra vật chất hỗn độn. Điều này có thể nói rằng đó là một loại phương pháp luyện khí, đem vật chất hỗn độn ngưng tụ vào trong khải giáp và binh khí, có thể gia tăng thêm lực lượng phòng ngự cùng với công kích. Nhưng cuối cùng vẫn muốn xem năng lực lĩnh ngộ của đám binh sĩ đó đối với hỗn độn. Nếu như có được năng lực khống chế cực mạnh, như vậy từ trong hỗn độn chuyển hóa thành lực lượng công kích lẫn phòng thủ cũng theo đó mà tăng mạnh lên. Phương pháp tấn công của những binh sĩ mặc khải giáp tử sắc này cực kỳ đơn giản, cũng không có tăng thêm bất cứ hiệu quả gì, nhưng lại có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích như thủy triều của quang ảnh. Bất quá, nghi hoặc trong lòng Hồng Quân đã được giải khai. Thực chất của những quang ảnh kia rốt cục là cái gì? Không có nhục thể, không có huyết dịch. Thực thể dường như là một loại linh hồn biến dạng, nhưng lại có được năng lực vô cùng cường đại. Tuy nhiên, từ trong chiến đấu, hắn có một chút phát hiện. Bên trong những quang ảnh kia đồng dạng ẩn chứa khí tức của vật chất hỗn độn, chỉ có điều do tử khí quá nồng đậm cho nên mới bị áp chế mà thôi. Đối với đủ loại nghi hoặc về vũ trụ nguyên thủy, với đám người Hồng Quân hiện giờ vẫn chưa có biện pháp cảm ngộ. Tuy nhiên, bốn người họ còn đang trầm tư suy nghĩ, toàn trận đại chiến từ hồ đã từ từ đi vào giai đoạn chót. Bên trong quang ảnh đang biến ảo đa dạng như thế, một đạo thân ảnh màu xám nổi bật khác thường, cũng không phải vì bộ dáng của hắn khác biệt với mọi người khác, nhưng là tử khí từ thân thể hắn phóng thích ra cực kỳ nồng đậm. Tại trong trận quần công đến lúc này, hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, ngược lại yên lặng bất động ở một bên, dường như đang chờ thời cơ. Sau cùng, công kích của quang ảnh ngày càng dày đặc, binh sĩ mặc khôi giáp tử sắc càng ngày càng khó mà chống cự, cơ hồ đến tình cảnh không thể nào chống đỡ, thậm chí ngay cả trận hình phòng thủ cũng không thể duy trì. Đến lúc này, đạo quang ảnh đó đột nhiên phát động công kích, phóng thích ra tử khí mãnh liệt, liêm đao trong tay bạo phát ra
quang mang so với quang ảnh còn muốn âm hàn hơn, hung hăng đâm thẳng vào giữa trận hình. Trong mắt bốn người, cái này có thể nói là một kích chí mệnh hoàn mỹ nhất. Ở trong trận hình phòng thủ của binh sĩ, giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ. Vô số quang ảnh màu xám phát động thế công, giống như lang hổ cực kỳ ác liệt, so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn. Binh sĩ lớp chết lớp bị thương chỉ trong khoảnh khắc đã hơn phân nửa. Hồng Quân chú ý tới quang cảnh có tử khí đậm đặc đó, tuy nhiên không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ phát động một lần công kích cuối cùng lại trở thành một kích kinh khủng nhất kết thúc trận đấu. Tên khốn rất lợi hại, người chú ý tới nó phải không? Ánh mắt Huống Thiên Minh cũng gắn chặt lên mình tên quang ảnh màu xám đó. Cổ Bàn khe khẽ gật đầu, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói: năng lực công kích của hắn phi thường cường đại, nếu như cùng hắn đơn độc đối kháng, tình huống của chúng ta bây giờ đang bị áp chế, tưởng muốn thắng được hắn chỉ e rằng rất là gian nan. Lúc này Hồng Quân hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói: bất quá đừng quên chúng ta còn có linh bảo, xem ra thời cơ rốt cuộc tới rồi, chúng ta bắt đầu tác chiến thôi. Huống Thiên Minh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chủ ý của ngươi chính là... Tôn Ngộ Không tự hồ cũng đoán được ý của Hồng Quân, cười ha hả nói: cuối cùng lão Tôn cũng có cơ hội biểu diễn, ha ha, nhìn đấu chiến côn pháp của lão Tôn ta đây. Trên mặt Hồng Quân mang theo tia cười cực kỳ tự tin. Binh sĩ chiến bại, bọn quang ảnh kỳ quái này cũng giảm đi không ít rồi, đúng lúc chúng ta thi triển những cái mà mấy năm nay bế quan tu luyện, ta không tin lại thua trong tay bọn chúng được. Cái gọi là bọn ngựa dình bắt con ve sầu, chim hoàng tước trực chờ ở phía sau. Hồng Quân chờ thời cơ này rốt cục cũng đã tới, mọi người cũng đã chuẩn bị thật tốt để tham gia vào một trận đại chiến. Sau một phen ác chiến, số lượng quang ảnh đã giảm đi rất nhiều. Tên quang ảnh từ khí đậm đặc đó phóng xuất ra một loại khí thế của thống lĩnh, vô số quang ảnh nhất thời hướng về hắn tụ tập lại. Điệp, điệp, điệp. Hắn phát ra tiếng cười lạnh, giống như u hồn lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh mắt đỏ như máu, lạnh lẽo, mang theo vài phần sát khí, yên lặng nhìn bọn binh sĩ kia vẫn đang còn thoi thóp chờ chết. Lúc này số lượng binh sĩ còn chưa tới 20 người, hoàn toàn dựa vào bản năng tự vệ để tiến hành phòng ngự một cách khó khăn. Quang ảnh tử khí đậm đặc đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khàn giọng nói: loạn, loạn thần giới, chết! Chữ chết hết sức rõ ràng. Và đúng lúc đao phong của Liêm Đao trong tay chém vút qua. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.